tốt cho sức khỏe của người già và trẻ nhỏ giữa mùa đông giá lạnh. Có những cuốn vở hải tiến, có bóng đèn và có cả đèn sưởi nữa. Giá của chúng là vở 42.000, đèn 690.000 đồng và đèn sưởi là 1.250.000 đồng. Một hàng dọc này, chúng tôi cho bạn biết trước chữ số 1 và chữ số 0 là hai số chính xác của giải thưởng dành cho bạn. Bạn sẽ kéo những tấm bảng gỗ này đến các vị trí mà bạn nghĩ là giá đúng. Ví dụ bạn đoán tất cả giải thưởng kia là mười mấy triệu thì bạn sẽ gạt, ví dụ 14 triệu để ở đây, hoặc nếu 12 triệu bạn gạt ở đây. Và chúng ta sẽ thay đổi như thế ở cả ba hàng: hàng triệu, hàng trăm ngàn và hàng chục ngàn. Hàng ngàn là số 0, chúng ta đã biết rồi. Bạn đã sẵn sàng chơi chưa ạ? Rồi ạ. Vâng, xin mời bạn. Và hãy nhớ chúng ta có khán giả sẽ nhắc nhở bạn. Đầu tiên sẽ là hàng triệu, bạn sẽ để số 4 hay số 2? Xin mời, chúng ta sẽ kéo. Quý vị khán giả có thể giơ tay thật cao để cho bạn Son nhìn thấy ạ. Mười bốn triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng. Bạn chắc chưa? Chắc chắn. Chắc ạ. Bạn Son thân mến, bạn có thể giới thiệu kỹ hơn về bản thân một chút được không ạ? Cũng không phải lúc nào chúng tôi cũng có một vị khách đặc biệt như bạn. Mình tên là Anu Son, tên mình hơi gọi khó tí. Mình đến từ Lào, mình sinh viên năm thứ ba ở trường Đại học Quốc gia Khoa Quốc tế. Vâng. Và quãng thời gian ở Việt Nam của bạn là được 3 năm rồi đúng không ạ? Bạn thấy thế nào? Mình ở đây 3 năm, ở Hà Nội mình thích nhất là phở. Thứ nhất là phở ạ? Đó là về món ăn, còn bạn còn thích điều gì ở Hà Nội nữa không ạ? Thích phố cổ Hà Nội ạ, sắp tới là mùa đông của mình rất thích. Bạn có thích con gái Hà Nội không? Có ạ. Và hy vọng là ngày hôm nay bạn sẽ có thêm một kỷ niệm đẹp khi ở thành phố Hà Nội, đó là tham dự Hãy Chọn Giá Đúng và có một phần thưởng lớn 14 triệu 950 ngàn đồng là lựa chọn của chúng tôi. Hãy hỏi xem bạn đã xếp đúng mấy hàng? 1 2. Nếu có thêm một tiếng tinh nữa chúng ta sẽ thắng. Chính xác. Tuyệt vời, bạn đã chiến thắng chỉ với một lần chơi duy nhất. Vâng, chúng ta hãy đến gần hơn với những giải thưởng dành cho bạn. Ở đó người mẫu Cẩm Nhung đang cầm bảng giá đúng. Hãy cho chúng tôi biết bảng giá đúng ạ, xin mời. 14 triệu 950 ngàn đồng. Rất may mắn, rất xuất sắc. Bạn đã chiến thắng rồi, thật tuyệt vời. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau 6 phút giây nữa thôi, trong phần quay bánh cây số dành cho bạn. Một phần trò chơi rất thành công mà chúng tôi đã trao được phần thưởng lớn cho người chơi rất đặc biệt, đó là bạn Tô Phân Nít đến từ Lào. Và chúc bạn may mắn một lần nữa nếu như chúng ta có thể tiếp tục chiến thắng ở phần quay bánh xe số. Và quý vị khán giả truyền hình, đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ đang ở phía trước. Chúng ta đang quay trở lại với Chơi Là Đúng và đây là phần quay bánh xe số thứ hai của chúng tôi. Hai người chơi sẽ tham dự đó là chị Thư và bạn Son. Bạn Son vừa có giải thưởng của chương trình và thật đáng tiếc chị Thư đã không thắng cuộc. Bây giờ hai người chơi sẽ cố gắng giành lấy cơ hội để tham